Ở đây hết mọi người. Tầng ngủ cũng vẫn còn luôn. Cái massage cũng vẫn còn luôn. Mọi người thì lúc này mình vô phòng của anh Long, mình quay cận cảnh cho mọi người cùng xem ha. Đó. Đây phòng của anh Long là phòng trong giường ha mọi người. Có máy lạnh nè. Quần áo của anh còn nè. Quần áo còn mà để gì chuột cắn không mọi người. Bàn này bàn trang điểm của Linh Lan ha mọi người. Ở trong vườn của bác sĩ Văn Long. Đây là bàn trang điểm của Linh Lan ha. Tiến vào cô phòng thì giường của ảnh mà, nhưng mà đồ đạc mình mùng cái chiếu gối là chùm lại hết à. Đồ đạc của ảnh là để ảnh mặc ở dưới quê mọi người. Nhưng mà chuột đã cắn hết banh chành luôn ha. Đây là căn phòng của ảnh ha. Được sự chia sẻ của cô chú á, là đây còn là... đây là cái bếp của ảnh thường lúc mà anh về là nấu ăn uống ở đây ha. Đó. Bàn rửa chén này kia, bếp ga. Đây còn đây là bàn trang điểm của Linh Lan ha mọi người. Thì lúc mà anh về với Linh Lan, đây là cái để dép để giày. Giày của anh còn ha mọi người. Giày của anh còn ha, mà để cái móc mèo chuột cắn hết. Đồ đạc của anh còn đầy luôn. Keo, sưu tấm. Ghế ngồi. Bàn này trang điểm của Linh Lan. Ở giường nó nè. Đây là cái đồ vật mà ngày xưa anh đi ở chị Linh Lan. Khăn nào cũng còn luôn, cái phòng là không có ai vô hết mọi người. Gì nè, cũng còn luôn ha. Giường ngủ của anh Long á. Vì lịch của anh là đi diễn đi đồ là còn đây luôn ha, móc rồi cũng còn luôn, rồi quần áo của anh còn, đồ đạc thì bị chuột cắn luôn, cũng vẫn còn để đây hết mọi người, tầng ngủ cũng vẫn còn luôn, cái massage cũng vẫn còn luôn, đồ đặt mũi, đồ đạc của anh trong đây. Trong đây là trong trại không mọi người, trong giường không? Còn bên đây là giày ha, kệ giày, kệ dép của anh ha. Đầy đủ hết. Thì cái phòng của anh thì còn giữ nguyên vẹn đây ha mọi người. Đồ đạc cũng vẫn còn hết ha. Tới thời điểm này thì được một người thân. Một người ký cốt qua giữ cái căn phòng này tới thời điểm hiện tại. Rồi đây là cái bàn anh thường về là nấu cơm ăn ở đây ha, máy giặt của anh, muỗng đũa gì mối một thì lên từ lưa cho hết mọi người. Bếp ga, chỗ dò dưa chén nè, những cái đồ của anh xài hết mọi người. Bếp ga, bếp nướng, đồ đạc, đồ móc meo hết, tủ lạnh luôn. Đây là cái căn trại của anh thường về hả mọi người. Thường về là đi vô trong đây. Với anh thường ngồi ở đây ha. Giờ anh ngồi đây anh nhậu hả mọi người. Ghế bàn còn đủ hết.
Tiến vào đây là cái đó, chạy bằng bàn ghế này kia rồi còn đầy đủ xe cổ của anh ha, những cái đồ giặt ở trong giường. Đây thì có cái cầu đi qua ha mọi người, tường bên kia có cái cầu đi qua đó. Đây là lúc trước là có dàn mớp mà mọi người, có trồng mớp rất là nhiều ha, mớp mà nuôi cá. Cái này là dàn mớp nè, nhưng mà dàn mớp nó tàn rồi. Vừa của anh nè, clip của anh Nhân Long ghi hình đó là có dàn mớp cho tất cả mọi người. Bây giờ mớp nó tàn rồi ha mọi người. Cốc của anh trồng nè. Dừa là trái hấp hấp không ha mọi người. Dừa này là hồi lúc mà anh trồng á, là lúc đó là mới sinh sản có trái hả? Còn ấn tượng còn trái mớp của anh Quang Long trồng ha mọi người. Trái mớp của anh Quang Long trồng. Nhưng mà trái mướp này anh Quang Long trồng với Linh Lan trồng hồi lúc trước là hai người đi bán đó, giờ còn được một sợi dây hả. Là cái dàn dừa này lúc trước là anh Long trồng á, là lúc đó là nó mới có trái hả mọi người. Nhưng mà anh đợi tới thời điểm này là tính là qua dịch này anh về là anh uống được trái dừa, nhưng mà bây giờ không uống được rồi mọi người ơi, anh nó mất rồi. Còn bên đây thì cốc ha. Đó, còn cái khu này, cái hồ là mọi người biết sao không? Cái hồ này là hồi nữa là anh Long về á, anh còn sống anh về á, là cái hồ này là làm cái khu du lịch, là làm hồ bơi cho mọi người ha. Là cái hồ này nè. Dừa cũng bị sâu hết, bị đu ngắn mọi người. Đây cây dừa, bùn dừa của anh đây. Rồi bên bờ mép bên kia là trồng mấy cái cây sao kê hết mọi người. Đây là lúc trước là dàn mớp không nha mọi người. Lưới bây giờ nó còn nằm dưới mương nữa nè. Dàn mớp nó tàn rồi, nó banh rồi. Giờ chỉ còn cái nhánh tàu dừa không mọi người ơi. Rất là đau buồn không mọi người. Còn ở đây thì buồn dừa ha. Dừa cây lùng lùng không mà cháy dữ lắm, cháy không mọi người. À, cái đường này đi ra ngoài mộ của ảnh ha. Bờ bên đó là sake không ha mọi người. Ước mơ của anh là con đường này, con đường quen thuộc của anh nè, đi ra đi vô. Mương rồi ha, hồi nữa là anh làm, anh mà còn sống là anh làm ở đây khu du lịch là có hồ bơi đâu đầy đủ. Thì tới đây thì em xin cảm ơn mọi người. Mọi người hãy nhớ chia sẻ và cho em một cái đăng ký để em làm những video tiếp theo cho mọi người cùng xem ha.